Xin chào, hôm nay là tháng 3, cũng chuẩn bị đến ngày 8, gọi là ngày 8 tháng 3. Hiện tại bây giờ và ngày hôm nay, Phúc Thủ Trương Quyền đặt mặt tại công viên sở. Lần đầu tiên, Châu Anh xin được gửi lời chào cho những trọng nhất, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể anh em bạn bè trong khu bộ cũng như toàn thể tham quan và đến công viên sở. Ngày chủ nhân, có rất nhiều sức khỏe. Mấy giờ con? 1:10. Em có thêm 1 giờ nữa.